Trung Cộng dọn đường cho việc xét xử ông Park Hee-lai. Tin từ Bắc Kinh, hãng thông tấn Tân Hoa Xã ngày hôm nay cho biết Quốc hội của Trung Cộng đã chính thức trục xuất cựu chính trị gia Park Hee-lai ra khỏi Quốc hội, mở đường cho việc chính thức truy tố hình sự ông này. Bộ Ngoại giao Trung Cộng cho biết sau đó trong cùng ngày rằng Bắc Kinh sẽ giải quyết vấn đề Park Hee-lai theo kỷ luật đảng và luật pháp quốc gia, nhưng không cho các nhà báo biết thêm chi tiết. Quyết định trục xuất loại bỏ quyền miễn bị truy tố của ông Park với tư cách là một thành viên của Quốc hội. Thông báo này được đưa ra 2 tuần trước khi Đảng Cộng sản tổ chức một hội nghị quan trọng vào ngày 8 tháng 11, qua đó sẽ công bố ban lãnh đạo trung ương mới của nước này. Một số các chuyên gia đã nói rằng số phận của ông Park sẽ phụ thuộc nhiều vào số tiền hối lộ mà vị cựu chính trị gia này bị cáo buộc là đã nhận khi còn tại vị, nhưng có lẽ ông Park sẽ tránh được bản án tử hình. Nhiều người dân Trung Quốc nói rằng họ hy vọng ông Park sẽ nhận được sự trừng phạt thích đáng. Ông Liu Panfei là một công nhân, nói rằng chính quyền cần phải phán cho ông Park thêm vài năm bởi vì ông ta là một nhân viên chính phủ, đáng lẽ ra ông ta phải phục vụ người dân. Ông Liu nói thêm rằng cá nhân ông cảm thấy rằng tình trạng tham nhũng ở Trung Quốc rất là nghiêm trọng. Ông Li Ronhui, một cư dân ở Bắc Kinh đã nghỉ hưu, nói rằng ông Park là một quan chức cao cấp. Ông biết về pháp luật của đất nước mà vẫn phạm tội. Ông ta phải được xử theo pháp luật của đất nước như mọi người dân thường. Trước khi ông Park bị truy tố và xét xử, các nhà điều tra cần phải hoàn tất một cuộc điều tra và truy tố ông ta. Nhưng các công tố viên và tòa án của Trung Cộng ở dưới sự kiểm soát của đảng sẽ không có khả năng để thách thức những lời buộc tội. Vợ của ông Park là bà Cốc Khai Lai và cựu giám đốc cảnh sát thành phố Trùng Khánh, ông Vương Lập Quân, đều đã bị giam vì có liên quan trong vụ bê bối, xuất phát từ vụ giết doanh nhân người Anh quốc, ông Haywood, trong thời gian ông Park làm bí thư đảng Cộng sản thành phố Trùng Khánh. Chính phủ vào tháng trước đã cáo buộc ông Park tội tham nhũng và bẻ cong luật pháp để che giấu vụ giết người. Hồ sơ chính thức công bố vào tháng 9 cho biết ông Vương đã trốn thoát vào lãnh sự quán của Hoa Kỳ tại Thành Đô ở phía tây nam của Trung Cộng sau khi đã bị ông Park đánh đập và tước bỏ chức vụ của mình khi ông Vương quyết định đối đầu với ông Park với các cáo buộc giết người chống lại bà Cốc. Ông Park đã bị bãi nhiệm chức vụ của mình ở Trùng Khánh vào tháng 3 và bị đình chỉ chức vụ trong hàng ngũ hàng đầu của đảng vào tháng 4, khi vợ của ông bị chính thức tuyên bố là nghi can trong vụ giết ông Haywood, một người bạn lâu năm của hai vợ chồng này, và cũng là người đã giúp cho con trai của ông Park đi du học ở Anh quốc.